cứ kệ nó thôi. Nó bán nhau rồi, nhau vui như là. Vâng, chào anh ạ. Bao nhiêu cả bà? Ừ. Bà cho cân đấy. Ừ. Cân 2 cho lấy bá 10 xin nhá. Đó cho bá nhá. Bán rẻ được.
ơi. Tha cho tôi đi mà. Đứng lên. Tha cho tôi. Nhanh. Đứng lại. Nắm chỗ đổ tôi. Lên. Tha cho tôi. Lên đây nhanh đi. Tha cho tôi. Lên đây. Đứng lại. Đứng lại cho chỗ. Tha cho tôi. Đứng lên. Tôi không ăn trộm. Chưa chưa. Tôi chưa. Tôi không ăn. Chưa chưa. Cho tôi xin đi mà. Ăn trộm bao nhiêu lần rồi? Là lần này là lần thứ 3. À, quá nhiều lần rồi. Khai mau nhà đâu? Nhà tôi ở bên kia quả núi ạ. Tên là gì? Tôi tên là A Báo ạ. Chưa chưa. Tôi chưa rồi ạ. Từ lần sau nếu mà đi ăn trộm tôi báo công an nhé. Ừ, tha cho tôi hứa sẽ sống lương thiện. Tôi không thể tin được những người như anh. Đi đi tôi báo công an. Ừ, tha cho tôi đi. Tôi xin. Chưa mà. Chưa. Tôi hứa sống lương thiện chưa? Tôi hứa sẽ sống lương thiện ạ. Được rồi, tôi nhớ đấy, anh tên là A Báo rồi nhá. Tha cho tôi mà. Tôi lần này tôi mà bắt được tôi sẽ đưa anh lên phường. Tôi hứa mà. Được rồi, lần này tôi sẽ tha cho anh. Nhớ phải sống thành lương thiện nhá. Tôi hứa mà. Được rồi, tôi tha cho anh nữa lần này. Tôi hứa mà. Biến lại của tôi. Tôi xin. Tôi xin. Tôi xin. Tôi dậy biến ngay. Tôi xin mà.